Mới đây, trên Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân đăng bài của Song Chi nhằm bôi nhọ đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Với tâm địa bỉ ổi, Việt Tân và lũ bồi bút không bới đâu ra được cái để bôi nhọ Việt Nam, nên Song Chi bịa đặt, chê bai, các bà, phu nhân các ông lãnh đạo bây giờ từ cốt cách, thần thái, trình độ ngoại ngữ, thời trang vẫn thua xa Hoàng hậu Nam Phương. Các bà Trần Lệ Xuân, vợ ông cố vấn Ngô Đình Nhu, bà Nguyễn Thị Mai, vợ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bà Đặng Tuyết Mai, vợ Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, thật nực cười khi Song Chi, tên bồi bút mặt hạng của Việt Tân, không bới đâu ra chuyện bôi nhọ Thủ tướng Phạm Minh Chính và đất nước Việt Nam, trước cái thế thượng phong như diều gặp gió của Việt Nam, đành bịa chuyện để xuyên tạc, bởi ai cho phép Song Chi, nấp ở cái xó nào để mà nghe và thấy thành viên đoàn công tác tán gẫu bỗ bã. Thế rồi không còn gì để nói trước sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng và đoàn chính phủ Việt Nam, chúng quay sang bốc thơm mấy cái thây ma là phu nhân của đám tay sai, bán nước, chắc bây giờ đã trở thành đất đen cả. Người Việt Nam có câu, quen nể dạ, lạ nể áo. Hoa Kỳ và Việt Nam đã trải qua một thời gian là cựu thù, biết nhau quá rồi, nay bình thường hóa hơn 1/4 thế kỷ họ càng nể phục tinh thần, ý chí Việt Nam trong phát triển kinh tế nên họ mới trân trọng như vậy. Trước khi Thủ tướng sang thăm Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn của báo chí, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper đã nói, quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay và như ngài Thủ tướng đã nói, chưa bao giờ Việt Nam có uy tín quốc tế cao như hiện nay. Hai nước chúng ta đã đi từ một lịch sử xung đột và chia rẽ đến quan hệ đối tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân, cũng như nỗ lực giải quyết các vấn đề chiến tranh để lại. Quan hệ đối tác của hai nước không ngừng phát triển mỗi ngày, và chúng tôi chân thành mong muốn nâng cấp quan hệ này thành đối tác chiến lược. Hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với đường lối đối ngoại đúng đắn, Việt Nam là của Việt Nam là của thế giới chứ không phải của bất cứ phe phái, quốc gia nào. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 189 trên 193 nước là thành viên của Liên Hiệp Quốc, thiết lập quan hệ đối ngoại quốc phòng với 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký 80 điều ước quốc tế đa phương, là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn đối tác. Là người Việt Nam ai cũng tự hào về vị thế của đất nước khi thấy lãnh đạo Việt Nam được lãnh đạo các nước trọng vọng, đón tiếp thân tình, trọng thị. Chỉ những kẻ vô loài như Song Chi, Việt Tân mới cay cú, hậm hực khi đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, sánh vai các cường quốc Nam Châu. Cay cú, hậm hực rồi mới lông tìm vết, xuyên tạc, bịa đặt để đả kích, bôi nhọ Việt Nam, Việt Tân càng tự lột trần bộ mặt đê hèn phản nước hại dân của chúng. Nhưng thôi, cũng chẳng trách lũ tiểu nhân bỉ ổi ấy làm gì bởi chúng không biết bệnh, không chống cộng thì lấy gì bỏ vào mồm. Có thế mới là Việt Tân, không ăn bẩn, chui hang, giúp cống ai gọi là chuột.